Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Discovery. Hôm nay Hiền sẽ setup bể cá cảnh và sơn vàng lên các hòn sỏi đá cuội. Nhìn rất là đẹp mắt khi ta phối trộn giữa màu vàng và các màu đá tự nhiên còn lại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi setup bể cá sơn những thỏi vàng được dán ở trên thành của bể cá. Bể cá của Hiền Discovery đã làm được hơn một năm nay, Hiền muốn khoác lên một cái ánh hào quang mới nên Hiền sẽ sơn màu vàng. Màu vàng là một màu rất là đẹp, rực rỡ. Màu vàng thể hiện cho sự may mắn, phú quý, tài lộc. Chúc cho tất cả mọi người đều phú quý, mạnh khỏe, may mắn và tài lộc. Thời lượng setup bể cá của Hiền Discovery đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn ngắm bể cá sau khi đã hoàn thành. Phối trộn giữa màu đá tự nhiên và màu của những hòn, những viên được sơn màu vàng óng ánh của màu vàng vàng trang sức. Thì hai sự phối trộn này nó rất là lỗi, nhìn rất là đẹp mắt, tạo nên sự may mắn, tài lộc, mạnh khỏe.